Hello, student in grade 7 of Chevron School. Nice to meet you. Chào các em học sinh khóa 7 trường trung học cơ sở Chevron. Hôm nay cô sẽ ôn cho các em bài để chuẩn bị thi học kỳ 1 nha. Ôn tập đánh giá cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh 7 chúng ta thì gồm từ unit 1 tới unit 5. Lesson 1. Phần kiểm tra thì chúng ta kiểm tra vừa có trắc nghiệm và tự luận trong 60 phút. Từ vựng thì các em ôn từ bài 1 cho tới bài 5, lesson 1. Các mẫu câu hỏi đáp theo chủ đề từ bài 1 tới bài 5, lesson 1. Ngữ pháp chúng ta cũng ôn từ bài 1 cho tới bài 5, lesson 1. Trong bài 1 thì chúng ta có phần ngữ pháp đó là hiện tại đơn. Hiện tại đơn dùng để diễn đạt thói quen, hoạt động hàng ngày hoặc những sự việc có thật xảy ra trong một thời gian dài ở hiện tại. Các dấu hiệu nhận biết đó là every day, every week, every year. Cụm từ chỉ tần suất như once a week, twice a week, three times a week. Các trạng từ chỉ sự thường xuyên như always, usually, often, sometimes, never, rarely. Về công thức thì chúng ta có là subject, lớp verb, s hoặc es. Thì đây, nếu mà chủ ngữ là you, we, they thì verb chúng ta không thêm. Còn he, she, it, verb chúng ta phải thêm s hoặc thêm es. Về phần phủ định, nếu là động từ không phải là to be, thì đối với I, you, we, they, chúng ta phải mượn trong từ là don't. Còn he said, chúng ta sẽ mượn là doesn't. Và verb trở về verb zero. Qua đặt câu hỏi cũng vậy. Nếu là to be, thì chúng ta đem lên trước. Còn nếu không phải to be, thì chúng ta bắt buộc phải mượn trong từ. Đối với I, you, we, they, chúng ta mượn do và he said, chúng ta sẽ mượn the nha. Thì hiện tại đơn dùng để diễn đạt sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, như là lịch trình hay chương trình của các cửa hàng, rạp phim, nhà hàng, phương tiện công cộng. Do đó chúng ta sẽ dùng hiện tại đơn. Nói về các điểm thời gian nha. Trong hiện tại đơn thì chúng ta có cách pha s đối với những động từ đi với ngôi thứ ba suốt hoặc danh từ số nhiều. Chúng ta được độc lẩm iz khi các góc tận cùng phụ âm là S, S, Z, Z, Ch. Và đọc S khi các âm cuối của góc tận cùng là T, B, K, F, T. Và đọc là Z là ngoài các trường hợp trên nha. Đối với hiện tại tiếp diễn thì chúng ta có công thức là subject, plus be, plus verb in. Hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang diễn ra thời điểm nói. Dấu hiệu để nhận biết thì chúng ta dựa vào điểm thời gian như now, right now, at the present, at the moment, at this time. Các động từ như look, listen, be quiet, be careful, hurry up, watch out, look out. Hiện tại tiếp diễn cũng có thể dùng cho các kế hoạch đã lên lịch sẵn trong tương lai. Thường thì có điểm thời gian cụ thể. Các dấu hiệu nhận biết đó là cụm thời gian trong tương lai, đó là this weekend, on Saturday, tomorrow, tonight. Và nếu có điểm thời gian vào của điểm tương lai đơn thì chúng ta có thể dùng hiện tại tiếp diễn để xử lý. Lưu ý một số động từ không dùng ở dạng tiếp diễn, như ví dụ như know, want, need, like, love, had, have, với nghĩa có, think, nghĩ rằng, see, nhìn thấy, understand. Yeah. Ở đây chúng ta cũng có một phần ngữ pháp nói về preposition of place, giới từ chỉ nơi chốn. Giới từ chỉ nơi chốn dùng để nói ai hoặc vật gì đó đang ở đâu. Và chúng ta có in front of, phía trước, behind, phía sau, next to, kế bên, opposite, đối diện, near, gần, between, ở giữa và. Về phần ghi chú thì đối với opposite được dùng giữa hai vật, được nói đến, bị phân cách bởi một sự vật khác ở giữa. Còn in chúng ta sẽ dùng cho vùng hoặc thành phố hoặc quốc gia. For example, in Hà Nội, in Việt Nam, in the ocean, in Asia, in the mountain, in the taxi. Còn on thì chúng ta sẽ dùng cho tên đường, hướng phương tiện giao thông công cộng. For example, on Lê Lợi Street, on the bus, on the left, on the right. Về at thì chúng ta sẽ đi với điểm cụ thể, ví dụ là at the airport, at 50
trần hưng đạo Trish, at work, at school, at university, at the party. Trong bài 2 thì chúng ta có điểm ngữ pháp về từ chỉ số lượng không xác định, indefinite quantifier. Và được dùng thì chúng ta phải chú ý. Ví dụ như chữ some là một vài, nó sẽ dùng với countable noun, danh từ đếm được, và uncountable noun. Và nó chỉ được dùng trong gì? Thể khẳng định. Any, cái nào, sẽ dùng với cả hai loại danh từ countable noun và uncountable noun. Tuy nhiên, nó không dùng trong thể khẳng định, mà nó chỉ dùng cho thể phủ định và nghi vấn. A little là một ít, không dùng được với countable noun, nó chỉ dùng được với uncountable noun, danh từ không đếm được, và nó dùng cho câu khẳng định. Còn a few là một vài, thì sẽ dùng cho countable noun, danh từ đếm được, và nó dùng cho câu khẳng định. Much là nhiều, không nhiều lắm, nó sẽ được dùng cho uncountable noun và dùng cho thể phủ định và nghi vấn. Many, nhiều, sẽ dùng cho countable noun và dùng cho thể phủ định và nghi vấn. Ở đây chúng ta có a lot of, lots of cũng là nhiều, nhưng nó đi với cả hai loại danh từ countable noun và uncountable noun. Và nó dùng cho thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Các em phải nhớ kỹ nha. Not any hoặc not any là không hoàn toàn, dùng cho cả hai loại danh từ đếm được và không đếm được. Not many, không có nhiều, dùng cho danh từ đếm được. Not much, không có nhiều, dùng cho danh từ không đếm được. Ở đây chúng ta lại có một điểm ngữ pháp về modal verb, đó là suốt hoặc suốt định. Suốt là suốt định, nên hoặc không nên, dùng để khuyên ai nên làm và không nên làm. Và sau suốt là một verb pair, verb zero nha. Trong phần unit 3 thì ngữ pháp nó review lại phần present symbol in the đơn và các em gọi là unit 1. Và trong đây cũng có một cái preposition of time với từ chỉ thời gian gồm có in, on và at. On thường dùng cho các ngày trong tuần, trong tháng hoặc kết hợp giữa ngày và tháng. On Monday, on 20th of May, on December the 21st, on Christmas Eve, on Easter Day. At thì dùng cho để thời gian, lúc nào, at 7 o'clock, at lunchtime, at noon, at night. In thì dùng cho thời gian, một buổi, trong ngày, dùng cho tháng, dùng cho mùa, dùng cho năm, thập kỷ, thế kỷ. In the morning, in January, in summer, in 2025, in the 21st century. Lưu ý, at thì chúng ta có thể dùng at the weekend, at weekends, at Christmas, at Easter. On thì chúng ta có thể dùng on the weekend, on weekend, on Sunday morning, on a cold evening. Trong 13 thì chúng ta cũng có học về tính từ sở hữu, possessive asset. Tính từ sở hữu thì dùng để diễn tả sự sở hữu và luôn luôn đứng trước danh từ. Tính từ sở hữu được suy ra từ personal pronoun đứng làm subset. I là tôi thì của tôi sẽ là my, you của bạn sẽ là your, we chúng tôi là our, they là their, he là his, she là her, it và is. Nhớ là luôn luôn đứng trước danh từ nha các bạn. Trong unit 4 chúng ta có điểm ngữ pháp về các suggestion, lời đề nghị gồm có should, less, how about để yêu cầu, đề nghị, đưa ra ý kiến. So suốt là verb be, verb zero, let, verb zero, let not, verb zero, how about, now hoặc verb in, how about, subject, plus, ở thì, simple present. Trong bài 4 này chúng ta có past simple quá khứ đơn, công thức của nó là subject, plus verb, verb 2 hoặc verb ed. Verb 2 tôi gọi là irregular verb, động từ, bất quy tắc, và verb ed tôi gọi là regular verb, động từ có quy tắc. Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ, hoặc là thuật lại một câu chuyện, một sự kiện lịch sử. Dấu hiệu để nhận biết của quá khứ đơn thì gồm có yesterday, last year, last week, last month,
ago, 10 minutes ago, 2 months ago. Và in cộng với mốc thời gian trong quá khứ, in 1999, in the 20th century. Ý là các em phải học thuộc lòng động từ bất quy tắc nha. Trong unit 5 thì chúng ta có điểm ngữ pháp much và many. Much và many chúng ta đã học rồi, là nhiều. Đừng nói về số lượng của danh từ, không nói đến. Much đi với danh từ không đếm được. For example như sugar, milk, water. Và many sẽ đi với danh từ đếm được số nhiều như là egg, tomato. Trong unit 5 thì chúng ta cũng nói về mẫu từ. Mẫu từ thì có mẫu từ không xác định. Và mẫu từ xác định. Mẫu từ không xác định là a và an. Hai từ này thì có nghĩa là một. Và an sẽ đi với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng phụ âm. An sẽ đi với danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm. Tuy nhiên vẫn có một số danh từ đầu là âm câm thì chúng ta sẽ dùng với mẫu từ, ví dụ như an hour, an honest person. Và mẫu từ xác định là mẫu từ the. Thì chúng ta chỉ nói tới vật hoặc người nào đó đã được biết rõ, được đề cập trước. Về các dạng bài tập thì cần ngôn đó thì theo một cái phân phối của bài thi, format của bài thi, thì một La Mã chúng ta sẽ listening. Thì các em về nhà luyện nghe nhiều vào. Thì các em có thể nghe một đoạn văn, hoặc đối thoại và điền từ vào chỗ trống. Còn hai La Mã sẽ là multiple choice. Thì phần multiple choice thì sẽ có một phần về phát âm. Và cái này thì phụ thuộc vào việc là các em đọc nhiều thì em sẽ nhận ra âm nha. Đây là có một số bài tập em tự làm và vào lớp giáo viên sẽ sửa cho các em nha. Trong phần multiple choice này chúng ta cũng có một phần dấu nhấn. Có 4 từ và chúng ta sẽ loại ra một từ khác, 3 từ còn lại. Thì phần này cũng phụ thuộc vào việc các em đọc nhiều từ. Rồi các em sẽ biết dấu nhấn đặt ở đâu nha. Về phần trắc nghiệm thì các em sẽ vận dụng vào kiến thức ngữ pháp, cái vốn từ học được. Thì các em sẽ làm được bài trắc nghiệm này. Các em làm thử nha. Phần này cũng là phần trắc nghiệm. Các em đọc, suy luận. Giáo viên sẽ sửa cho các em nha. Đây cũng là những câu trắc nghiệm. Các em tự làm nha. Đây là những câu trắc nghiệm. Và các em sẽ vận dụng vào kiến thức đã học để suy luận, chọn đáp án đúng nhất. Phần này cũng là phần trắc nghiệm nha. Trong phần trắc nghiệm chúng ta cũng sẽ có những cái hình ảnh và chúng ta sẽ thử suy luận. Các em làm thử. Cái La Mã thứ ba này, các em sẽ có một đoạn văn. Và sau khi đọc xong thì chúng ta sẽ trả lời true, false. Và chúng ta chỉ cần đưa cái câu hỏi và đưa lên. Và chúng ta dò thử. Còn nếu là đúng thì chúng ta sẽ true. Và nếu là sai chúng ta sẽ để false. Và nhớ rằng là true, false chúng ta không được viết tắt nha. Nếu bạn nào viết tắt thì sẽ bị zero điểm đấy nha. Trong bài thi thì chúng ta sẽ có một đoạn văn và chúng ta sẽ điền vào lỗ trống. Thì phần này các bạn được 1.5 với 6 lỗ, tương ứng là 1 lỗ là 0.25. Và từ vựng thì thầy cô đã cho sẵn các bạn và các bạn đặt vào suy luận, chọn cho đúng nha. Trong bài thi thì phần 5 La Mã là phần word form. Thì word form các bạn có danh, động, tính và trạng. Thì để làm được bài này, thì trước tiên là các em phải suy ra luận được vị trí này. Tôi cần tính từ, hay cần danh từ, hay cần động từ, hay cần trạng từ. Và sau đó, từ để các em đã được học, các em sẽ viết ra. Ví dụ câu thứ nhất, I will really. Really sau to be sẽ là một adjective. Và really là trạng, thì sau trạng sẽ là một adjective. Vậy đó là adjective hoặc là một adverb. Và ở đây là terrible đang là một adjective. Thì không ai cho một cái từ lại như thế. Vậy đó là vị trí này là một adverb. Đấy.
Các em tự suy luận làm thử nha. Vào giáo viên sẽ sửa bài cho các em. Phần la mã thứ 6 trong bài thi đó là phần dạng đúng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc. Thì là các bạn đã học rồi. Ví dụ so one là verb gì nè. The now là thì gì nè. Xem rồi là verb gì. So would you like là verb gì. Các em hãy tự remember và làm thử nha. Phần 7 la mã. Thì người ta yêu cầu các bạn là sắp xếp từ theo một trật tự đúng để làm một câu chính xác. Để làm được phần này thì chúng ta cứ theo công thức là sắp xếp lớp verb và lớp object. Và tùy theo nếu là câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa từ để hỏi lên. Và thường người ta từ đầu tiên thì người ta viết hoa. Và vào thì các bạn sẽ chọn từ nào viết hoa đứng trước. Và chúng ta sắp xếp theo một trật tự đúng về ngữ pháp. Các em làm thử nha. Phần này cũng là phần sắp xếp câu. Chúng ta làm thử. Và vào lớp giáo viên sẽ sửa bài cho các em nha. Phần 8 la mã là thầm matching. Là nói từ từ số 1 tới số 6 qua phần A, B, C, D, E, F. Thì một bên là câu hỏi và một bên là câu trả lời. Và chúng ta suy luận coi câu hỏi nào phù hợp với câu trả lời. Và chúng ta ghi xuống cái chỗ answer này nha. Và nhớ là ghi bằng chữ in hoa cho giáo viên dễ nhìn nha. Phần 9 la mã là thằng viết câu không để nghĩa. Thì ở đây mình nhớ là sau suốt là verb zero. Suốt đồng nghĩa với ought to. Thì sau ought là to verb. Và ở đây người ta đã cho gợi ý từ cho các bạn làm. Và các bạn hãy tự viết. Ví dụ như shouldn't thì sẽ đồng nghĩa với ought not to. Các bạn làm thử nha. Ở đây có từ like something better than something. Nó sẽ đồng nghĩa với refer something to something. Các em làm thử nha. Rồi. Bài học hôm nay đã hết rồi nha. Các em nhớ về ôn bài kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nha. Thank you for your listening. Goodbye. Come and fly away with me.